Em làm gì ấy? Em câu cá. Có ai bao giờ câu cá trên bụi cây bao giờ không? Hả? Cá người ta phải ra hồ, cá câu trên bụi cây. Nhưng câu cá gì? Em trời ơi! Thôi. Nào người ta cứ tưởng làm gì hồ cứ... Trời ơi câu cá, ngồi đây xem nào. Đây là đồ ăn, đây là... Ủa đây là cái gì đây em? Cá sấy. Cá khô sandwich đó. Ui, lần đầu tiên chị nghe được là còn có cá khô sandwich nữa này. Lại mới mua đúng không? Ui, ngon không? Ăn chứ. Ăn thử chứ. Ăn thử. Ôi nhưng mà có thật là ăn được không ấy? Bởi vì á, chị chỉ nghe thấy cá khô, cá sấy, cá kho. Giờ lại còn có cả cá khô sandwich nữa thì là cái loại gì? Ăn được chứ. Thế à? Thảo nào, cái câu đúng với con cá này. Mồm mày giống mồm chua. Giống mồm mẹ mày. Chị ăn đi, em bóc đi, cho em bóc. Ôi, lại còn cá khô sandwich nữa. Nghe lạ nhở. Có xẻ được không? Hay đâu chị xẻ đâu. Ui dồi, công lực thâm hậu chưa kìa. Ui dồi. Để cái xé cho. Xoẹt một cái là xong rồi này. Xem nào. Cái này. Trời ơi, đây là cá khô sandwich hả? Ừ, ngon. Ngon nhở. Ngon hết. Ui, đúng rồi, sandwich luôn. Pizza hay sandwich. Ừ đúng rồi. Ui dồi ôi, bảo sao mà gọi là cá sandwich. Chẳng chứng tỏ là cá này ui, y vị luôn. Ngon mà đúng không? Hơi có chút cay cay không? Hơi hơi đúng không? Yên tâm đi. Ủa, ngon rồi mẹ. Chị có cái này đảm bảo em thích luôn. Ủa, đâu rồi? Đèn. Chị có với kẹo này định sang ngủ chứ? Rồi hết rồi chứ? Kẹo hoa quả. Ôi. Cái này có nghĩa là em không ăn được đúng không? Đấy chị biết rồi, chị biết là sang nhà em kiểu gì cũng có cái gì ăn nên là chị mua sẵn kẹo cho em ăn. Còn chị ăn cái này ngon dã man. Wow, không cay. Đấy không cay, thế là chị ăn cũng không cay. Với em thì hơi cay thôi. Nhưng mà đúng là đúng là từ em ăn đúng là mùi sandwich luôn, đúng là khô cá sandwich, lần đầu tiên chị được ăn khô cá sandwich luôn. Ngon hơn cả gà khô. Bởi vì nó có mùi của sandwich. Nhưng mà chị thấy cái mùi này giống hamburger hơn. À giống mùi pizza hơn nhỉ Xu nhỉ? Đúng, Xu nói giống pizza là đúng. Nó không phải sandwich nữa. Nhưng mà ngon á. Ngon thử. Hay không ăn, không cay mà. Thế á? Không thích mì pizza. À em không thích được. Em chỉ thích ăn mì Ý thôi đúng không? Ăn thích ngay lắm à. Ngon thế. Ngon lắm. Lần sau có cái gì ăn nhá, chị cứ mang xong mà đưa cho chị nhá. Đừng câu cho chị đi từ xa. Chị bảo quái, con bé kia nó đang câu cái gì trong bụi cây mà cứ rút giật đi ra. Trời ơi má ơi, mang cái gói này đi câu làm cứ như là đi câu thật đấy. Có hoa quả mà. Thôi nào đi về đi. Mang ba lô sang nhà em để em dạy chị thi ấy. Thế này là đeo cặp sang đi nào. Ngon hết. Thế là gói này là của chị đúng không? Ngon thật đấy. Quả lâu. Xin chào tất cả các bạn, các bạn xem ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé.